EQS là một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất tại Việt Nam, sở hữu đầu tư và vận hành các trường tư thục hàng đầu như hệ thống trường quốc tế Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống trường Ngôi Sao Hà Nội, hệ thống trường liên cấp Newton. Với đặc thù của tỉnh Thái Nguyên, EQS mong muốn được đầu tư thực hiện dự án phổ thông liên cấp quốc tế, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh với quy mô từ 1,5 đến 6 hectare theo chuẩn quốc tế, trong đó có đào tạo tiếng Anh chuyên sâu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh tập đoàn EQS đã quan tâm tìm hiểu đầu tư một lĩnh vực đặc thù tại tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định của pháp luật để EQS có thể sớm triển khai dự án tại đây.